và trở lại với kênh của Nhà Vui. Chúng ta đang có mặt tại khuôn phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Hôm nay chúng ta ghé khu vực phố cổ không phải để ngắm phố phường hay là đi du lịch, mà chúng ta sẽ ghé thăm một công trình cải tạo nhà phố cái khu vực phố cổ này. Đây là số nhà 86 phố Hàng Buồm. Xin mời mọi người. Công trình của chúng ta nằm trên khu vực tầng 2, con ngõ dẫn vào rất đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội, vừa hẹp vừa sâu, chỉ rộng tầm 70 phân thôi, rất tối và thường xuyên phải bật điện, rất sâu và rất dài. Trong khu vực này có rất nhiều hộ cùng sống trong con ngõ này. Đây là lối lên cầu thang dẫn lên phía mặt bằng của công trình. Chúng ta sẽ cải tạo từ tầng 2 trở lên. Cầu thang rất tối tăm. Ánh sáng đã được dọi lên. Và đây là mặt bằng của tầng 2. Việc cải tạo sử dụng sàn bê tông nhẹ kết hợp với hệ dầm thép. Phần vữa cũ đã được róc ra để chát lại. Lộ lớp gạch nguyên thủy. Kết cấu dầm thép được gác ngang. Và phía trên là sử dụng sàn bê tông nhẹ mà chúng ta vẫn quen thuộc ở các cái video của Nhà Vui trước đây. Ở góc nhìn này chúng ta mới thấy được sự ưu việt của cái sàn bê tông này, bởi nó vượt được cái nhịp lớn và không cần bổ sung thêm cái hệ thép dầm thép ra cường. Sàn bê tông nhẹ rất phù hợp cho các nhóm đối tượng này. Các cái tường cũ thì tận dụng lại, và khu vực xây mới thì được hoàn thiện với một xây dựng mới. Đây là sảnh của cầu thang. Và phía trên chúng ta kia sẽ là tầng 3. Cầu thang thì được chủ nhà lựa chọn cái pháp đổ bê tông liền khối. Và các bạn cùng tiến lên phía tầng 3. Công trường đang rất bừa bộn. Sàn trên tầng sàn mái tầng 3, tức là sàn của tầng 4 cũng đã được ghép. Bên kia bảo xây là phải làm giáo khang đấy nhá. Phải làm giáo, giáo bày ra bắt đầu xây nhá. Bao giờ nó tôn được ra ra để lên chắc tường đấy. Ở khu vực phố cổ này các bạn biết là đất rất là đắt đỏ. Ở khu vực chật chội như vậy, tuy nhiên giá đất sẽ lên tới sấp xét trên dưới 1 tỷ mét vuông. Nó không hổ danh gọi là tấc đất tấc vàng. Việc quy hoạch phố cổ luôn là đề tài rất nhạy cảm. Nó khác phố cổ Hội An với phố Hà Nội ở cái chỗ đồng bộ của Hội An được giữ lại khá là nguyên vẹn. Còn khu vực phố cổ Hà Nội thì nó do yếu tố lịch sử, nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Việc các cái căn hộ, các cái căn nhà ở đây rất là xuống cấp, trong khi nhu cầu ở và kinh doanh là có thật. Do đó cái việc để đảm bảo được cái vấn đề quy hoạch của khu phố cổ lẫn việc đảm bảo sinh kế sinh nhai cho khu vực sầm uất này luôn luôn là bài toán thách thức của chính quyền. Do đó việc xây dựng các công trình ở trên đây là vô cùng ngặt nghèo và khó khăn qua rất nhiều các khâu thẩm duyệt của cấp chính quyền. Thực sự để sở hữu được các khu đất vàng ở trên vị trí này đòi hỏi những người chủ của nó phải có tiềm lực kinh tế mạnh và những cái biết nhất định thì mới có thể tiến hành cải tạo được cái khu vực này. Ngoài ra đa phần là rất xuống cấp và sập sệ. Chúng ta nếu đi khách du lịch thì chỉ nhìn thấy được cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của con phố phường, còn phía trong của cái mặt phố đấy là một bộ mặt rất khác. Mời các bạn tiến lên trên tầng 4.
tầng 4 cũng đã được ghép xong các tấm sàn rồi. Không cho nữa. Sàn mái của tầng 4 cũng đã được thi công xong. Ghép xong tấm sàn. Cũng đẹp. Để đảm bảo yêu cầu về mật độ thì các cái phần tầng trên theo yêu cầu bắt buộc phải giật vào để đảm bảo cho cái mỹ quan theo đúng cái quy hoạch của thành phố. Các cái tầng trên được yêu cầu giật vào. Các bạn quan sát cái phần khung thép được bổ sung thêm. Tại sao nó nằm ở giữa này? Bởi vì đất của khu này nó không vuông. Ở phía sau thì nó sát, nhưng phía trước thì nó lại rộng ra. Nó là đặc tính rất bình thường ở khu vực phố cổ. Việc xử lý bằng khung thép và sàn bê tông nhẹ là giải pháp tối ưu nhất đã được sử dụng để cải tạo các công trình trên khu vực phố cổ. Mang vác các vật liệu này vào khá là đơn giản, bởi vì nó được chia các block. Với việc đổ bù một lớp bê tông lên trên thì sàn này vô cùng là chắc chắn, rất phù hợp. Cái sàn này thì có nguồn gốc từ nước Pháp, và các cái khu phố cổ này có duyên nợ rất nhiều với đất nước Pháp xa xôi bên kia bán cầu. Và mời các bạn cùng tiến ra phía mặt trước. Đây là nhà liền kề màu vàng đặc trưng của khu phố cổ. Ở phía trước chúng ta kia là nhà đối diện, và ở góc độ này chúng ta không còn nhìn thấy cái cổ gọi là phố cổ nữa. Phía dưới là con phố Hàng Buồm, và chúng ta không quá khó khăn khi nhận biết cho các công trình ở phía sau là rất cao tầng ở trên cái mảnh đất vàng này. Mọi việc đang tiến hành và công trường rất là ngổn ngang. Cầu thang dẫn lên trên mái, chúng ta sẽ leo lên mái trên cùng. Mái trên cùng thì đã được rải lớp thép sàn bằng lớp thép hàn để chuẩn bị cho công tác đổ bê tông, đổ bù. Với cái sàn này thì đổ bù sẽ là 4 phân, rất cao rồi các bạn. Ở trên tầng cao này, tuy nhiên chúng ta quan sát thấy có rất nhiều các cái cấu kiến trúc khác ở xung quanh cao hơn công trình này rất nhiều. Công trình phía sau rất là cao, và đây là nhà hàng xóm chung đuôi với cái công trình chúng ta đang cải tạo. Một khung cảnh rất khác biệt của khu phố cổ so với bề mặt bên ngoài, mặt tiền hào nhoáng và sầm uất ở phía dưới kia. Tới đây, nhà vui xin kết thúc video cải tạo nhà phố bằng khung thép và sàn bê tông nhẹ tại đây. Mọi người đăng ký kênh và ủng hộ để mọi người có thể sử dụng cái tấm sàn này, phương pháp này một cách phù hợp ở trong khu vực cải tạo nhà phố.